thế giới, nhìn lại 12 tháng đầy biến động qua hình ảnh. Chỉ còn ít ngày nữa, 12 tháng nhiều biến động của năm 2021 sẽ khép lại. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, các loại vaccine ngừa Covid-19 và nỗ lực chung sống với dịch bệnh của các quốc gia đang mang đến hy vọng về một năm mới với nhiều gam màu tươi sáng hơn. Tháng 1, quảng trường thời đại tại New York, Mỹ vắng vẻ trong ngày đầu tiên của năm 2021. Nhiều thành phố của nước Mỹ đã hủy màn trình diễn pháo hoa đón năm mới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 51,4 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó, hơn 824.000 người đã tử vong và 40,4 triệu người bệnh đã hồi phục hoàn toàn. Ít nhất 60% dân số của quốc gia này đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Những người ủng hộ ông Donald Trump biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1. Cảnh sát tại Jakarta, Indonesia chuẩn bị túi chứa thi thể của hành khách trên chuyến bay mang số hiệu SJ-182 của hãng hàng không Sriwijaya Air. Ngày 9 tháng 1, máy bay chở 62 hành khách đã rơi xuống biển sau khi cất cánh ít phút. Ngày 20 tháng 1, tại đồi Capitol, ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Sau khi tuyên thệ, bà Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị phó tổng thống Mỹ. Tháng 2, người dân chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng bên trong nhà thờ Salisbury tại vùng England, Anh. Theo dữ liệu của Algor in Data, cập nhật đến ngày 17 tháng 12, gần 57% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19. Cụ Anna nắm tay con gái tại căn phòng của những cái ôm trong viện dưỡng lão Villa Sacra Familia ở Rome, Ý. Tại căn phòng đặc biệt này, cư dân của viện dưỡng lão và gia đình của họ được chạm vào nhau nhưng vẫn bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành. Tháng 3, bạn học của em Sophia Frazier, học sinh lớp 1 trường tiểu học Travis tại bang California, Mỹ, đã che chắn bằng vách ngăn nhựa. Những bàn học gần với bàn giáo viên nhất đều có vách ngăn như vậy. Hai nghệ sĩ Albert Skouratov và Samuel Palomino trình diễn giai điệu của nhà soạn nhạc Mozart trong kho điều trị tích cực cho người bệnh Covid-19 tại Madrid, Tây Ban Nha. Robot được điều khiển từ xa đang lấy mẫu xét nghiệm tại một bệnh viện ở Tanta, Ai Cập. Dung nham chảy ra từ núi lửa trên bán đảo Rigjanet, Iceland. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy toàn cảnh tàu bị mắc kẹt trên kênh đào Suez từ ngày 23 tháng 3, chính thức mở cửa vào năm 1869. Kênh đào Suez là tuyến vận tải quan trọng hàng đầu đối với việc vận chuyển dầu thô, hóa chất và các sản phẩm tinh chế từ khu vực Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương đến châu Âu và Bắc Mỹ. Cụ Yoshia Uomoto, 98 tuổi, bất ngờ khi con trai và cháu gái tới thăm cụ tại viện dưỡng lão ở thành phố Seattle, Mỹ. Do ảnh hưởng của đại dịch, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ trong vòng một năm. Tháng 4, nữ hoàng Anh Queen Elizabeth II ngồi giãn cách để bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid-19 trong lễ tang của chồng. Nghĩa trang tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ luôn đỏ lửa trong đợt dịch Covid-19 thứ hai do biến thể Delta gây ra. Hồi tháng 4 năm 2021, có thời điểm Ấn Độ đã vượt Mỹ về số ca mắc mới tính theo ngày. Hệ thống bệnh viện của Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế khi có hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Tháp Eiffel và siêu trăng màu hồng, trong đêm nước Pháp thực hiện lệnh giới nghiêm để siết chặt biện pháp chặn dịch bệnh lan rộng. Binh sĩ Mỹ ngồi trên trực thăng bay trên bầu trời thủ đô Kabul, Afghanistan. Tháng 4 năm 2021, Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9. Vụ sập đường sắt trên cao ở Mexico City, Mexico ngày 3 tháng 5 khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho rằng đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong hệ thống giao thông công cộng của Mexico. Người Palestine đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. Hệ thống phòng thủ Iron Dome, vòm sắt của Israel đánh chặn rocket được phóng từ Gaza nhằm vào miền nam Israel. Tháng 6, các tuyển thủ Đan Mạch đứng vòng quanh tiền vệ Christian Eriksen trong lúc bác sĩ hỗ trợ y tế cho anh. Eriksen đã bất ngờ ngã gục trong trận gặp đội Phần Lan ở bảng B Euro 2020 tại Copenhagen ngày 12 tháng 6. Gần 100 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà kinh hoàng ở thành phố Miami thuộc bang Florida, miền nam nước Mỹ. Tháng 7, sáng ngày 1 tháng 7, tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể. Người trông coi tê giác tại khu bảo tồn Hon Mejita ở miền Bắc Kenya kiểm tra sức khỏe của Nazin và Fatu, hai cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn sống trên hành tinh. Các nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ sinh sản để cứu loài tê giác này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Đợt gặp lục hồi tháng 7 đã tàn phá căn hộ của bà Zita Seseket. Lượng mưa kỷ lục tại khu vực Tây Âu gây gặp lục nghiêm trọng, cướp đi tính mạng khoảng 200 người. Sân vận động quốc gia tại Tokyo, Nhật Bản nhìn từ đài quan sát một tòa nhà cao tầng trước ngày khai mạc Olympics. Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát trong đêm 7 tháng 7 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Ngôi sao tennis Naomi Osaka thắp đuốc tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tối 23 tháng 7. Tháng 8, do Covid-19, đây là kỳ Olympic đầu tiên không có khán giả tới cổ vũ ở các điểm thi đấu. Biểu cảm của người phụ nữ khi đám cháy rừng lan gần tới nhà của bà tại làng Govo trên đảo Evia Hy Lạp. Lionel Messi không kìm được nước mắt trong ngày chính thức nói lời chia tay đội bóng Tây Ban Nha Barcelona sau 21 năm gắn bó. Ngôi sao này đã ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp. Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti cho biết ít nhất 2.200 người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 14 tháng 8. Ngày 15 tháng 8, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban đã kiểm soát phủ tổng thống tại thủ đô Kabul. Máy bay quân sự chở người dân rời khỏi Kabul. Chris Donahue, binh sĩ Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan ngày 30 tháng 8. Tháng 9, băng nổi quanh tàu thuyền tại một cảng ở Lulissat, Greenland khi biến đổi khí hậu làm hành tinh nóng lên, lượng băng mất đi đã tăng lên nhanh chóng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Greenspan, trái đất đã mất đi 28.000 tỷ tấn băng kể từ giữa những năm 1990. Thành phố New York chiếu đèn tưởng niệm tượng trưng cho tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới trong ngày kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. Tháng 10, trong chương trình 60 phút trên kênh truyền hình CBS ngày 3 tháng 10, Frances Haugen, cựu quản lý sản phẩm trong nhóm quản lý thông tin sai lệch về dân sự tại Facebook, tiết lộ cô chính là người đã cung cấp tài liệu làm cơ sở cho cuộc điều tra của tạp chí Phố Wall và phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ về tác hại của mạng xã hội Instagram đối với các cô gái tuổi teen. Công chúa Mako, cháu gái của nhạc hoàng Naruhito, đã kết hôn với bạn trai Kay Komuro, một thượng dân đang làm việc cho một công ty luật ở New York, Mỹ. Do kết hôn với thượng dân, công chúa Mako phải từ bỏ thượng vị của mình và đổi họ mới là Mako Komuro theo luật hoàng gia. Công chúa Mako đã trở thành người phụ nữ thứ 9 trong hoàng gia Nhật Bản cưới thượng dân kể từ khi luật hoàng gia mới có hiệu lực sau chiến tranh thế giới thứ 2. Tháng 11, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấp phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 đến 13 tháng 11 đạt được không ít mục tiêu quan trọng và thể hiện quyết tâm ứng phó biến đổi khí hậu của thế giới.
người di cư cắm trại tại cửa khẩu Rusi Kusinika ở Belarus. Họ chấp nhận sống trong điều kiện khắc nghiệt để tới Ba Lan và tiến sâu hơn vào châu Âu. Ngày 24 tháng 11, Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Nam Phi đã thông báo Tổ chức Y tế Thế giới về sự xuất hiện của biến thể mới. WHO xếp biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 vào loại đáng lo ngại và đặt tên cho biến thể này là Omicron. Hình ảnh trên được chụp tại điểm xét nghiệm PCR trước khi lên chuyến bay quốc tế tại sân bay Otisambo, Nam Phi. Tháng 12, đến nay, Omicron đã xâm nhập ít nhất 77 quốc gia. Các phát hiện ban đầu tại Nam Phi cho thấy biến thể này rất dễ lây nhiễm và đang lấn át Delta. Nhiều quốc gia đã siết chặt hoạt động đi lại và ban bố biện pháp nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa làn sóng mới do biến thể Omicron gây ra. Trong bối cảnh thế giới chưa có đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron và Giáng sinh cũng như năm mới 2022 đang đến gần, nhiều quốc gia đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Ngày 8 tháng 12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức, chính thức kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã cầm quyền suốt 16 năm qua.